Vâng, Ban Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ xin gửi lời chào đến tất cả quý anh chị, quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay một mẫu xe mới lại về để cho quý anh chị có thể là tìm hiểu đây. Một chiếc Hyundai Tucson được sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu tiên 2011 quý anh chị nhé. Và chiếc xe này là với dung tích động cơ làm việc là 2.0 bản 2 cầu số tự động, máy xăng. Quý anh chị có thể quan sát một chiếc xe màu nâu rất là đẹp. Và tổng thành của chiếc xe thì quý anh chị nhìn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Tổng thành về phần sơn si cũng như là tất cả những cái gì quý anh chị nhìn thấy chiếc màn ảnh nhỏ, nó rất là đẹp quý anh chị nhé. Và tuyệt đẹp luôn. Với chiếc xe đời 2010 như thế này, lát nữa đây thôi em Biên sẽ cùng với quý anh chị đi khám phá từng chi tiết một thì quý anh chị mới thấy được cái độ đẹp của nó. Và hiện nay mẫu xe này đang được trưng bày bán tại Ban Tư Phan với mức giá 465 triệu đồng. Tổng thành một phần thân vỏ thì quý anh chị thấy được ngay đúng không ạ? Từ mặt cản trước ca lăng đến tất cả những phần sơn. Đấy, phần đèn như quý anh chị thấy đều là tình trạng nguyên bản của nhà sản xuất và nó còn rất là đẹp giữ đến thời điểm bây giờ sau 10 năm sử dụng quý anh chị nhé. Sau 10 năm sử dụng đẹp như thế này. Tất cả các cái chi tiết, những cái đường dập lổi, đường ghép lối của chiếc xe thì xung quanh thân xe thì nó đều khớp khít với nhau. Và từ những cái phần la răng đến phần lốp đến toàn bộ những cái phần phanh bốn bánh đều được trang bị phanh đĩa, phanh ABS cũng như là phần la răng đúc được lên một cái màu bạc rất là đẹp, chưa một vết xước nhỏ quý anh chị có thể thấy. Đấy. Và với dòng xe này có bệ bậc lên xuống. Form xe thì quý anh chị có thể quan sát quá đẹp đúng không ạ? Với form Tucson thì với cảm nhận của quý anh chị thế nào, nhưng với em thì chiếc xe này với cái form dáng nó trường tồn theo thời gian luôn, nó rất là chuông chắn về xe. Một vòng tổng thành quý anh chị một chiếc xe như thế đã ok đúng không ạ? Và ngay bây giờ sẽ cùng với Ban Tư Phan đi khám phá chi tiết từng bộ phận của chiếc xe này nhé. Và đây là phần nội thất của chiếc xe. Quý chị có thể thấy đầu tiên là một cái bộ ghế da bò nguyên bản của hãng theo xe sau 10 năm sử dụng, cái bộ da tuyệt đẹp luôn. Quý anh chị có thể ngắm nhìn thấy rằng là cái chất da của nó phía bên phụ chưa có một vết sờn xước nào. Và thì đây, phía bên lái có một chút xíu ở phía góc cạnh kia thôi, còn toàn bộ là rất là đẹp quý anh chị nhá. Bộ ghế da bò nguyên bản theo xe nó đẹp như thế này. À, hàng ghế phía sau cũng có thể cho anh chị quan sát được luôn. Đấy, bộ ghế da bò nguyên bản theo xe đẹp xuất sắc. Một chiếc xe đi rất là ít để lại một cái nội thất tuyệt là đẹp luôn. Bên cạnh đó ở phía trên chân thì quý anh chị ngắm nhìn thấy ngay một cái khung cảnh toàn cảnh ở phía chân khi mở cửa lóc ra. Đó. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh ở phía trần. Đấy, rất là đẹp, phù hợp với những chiếc xe form dáng như này, đặc biệt là thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu thì người ta đưa ra những cái chi tiết làm rất là bắt mắt cho khi chúng ta xem một chiếc xe nó đầy đủ các cái option. Đấy, cửa sổ trời rất đẹp quý anh chị nhé. Đấy, bộ ghế da bò tuyệt đẹp luôn. Đấy là gửi thông tin các anh chị một chiếc xe đi nhiều hay đi ít. Và ngay đây quý anh chị nhìn toàn bộ phần bề mặt tablo, phần vô lăng cần số của chiếc xe, bề mặt tablo đây đẹp như thế này. Đấy, vô lăng cần số kia quý anh chị nhìn xuất sắc đúng không ạ? Đèn lồ thông minh start stop, điều hòa auto tự động. Và ở đây trên cái gương chiếu hậu đã có tích hợp camera lùi trên cái gương này rồi quý anh chị nhé, đã có tích hợp camera lùi rồi. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này thì đỉnh cao luôn, rất ok. Đấy là các cái chi tiết về option của chiếc xe. Đấy, và phía phần cốp đằng sau đây cũng vậy, rất là đẹp. 10 năm sử dụng rồi quý anh chị nhé, mọi chiếc xe nó giữ được như thế này. Và quá xuất sắc, từ những cái phần ốp nhựa này, hai bên này không một vết xước nhỏ luôn. Đấy là option cũng như nội thất bên trong của chiếc xe. Đây, quý anh chị thấy ở phía dưới là lốp dự phòng, kích lốp đầy đủ. Lốp dự phòng còn rất là mới quý anh chị nhé, lốp dự phòng mới lắm. Và đấy, toàn bộ các chi tiết. Đấy, chưa kịp dọn rửa, chưa kịp dọn dẹp gì đâu, chủ xe để như nào vẫn để nguyên như vậy. Chỉ quay bài lên để quý anh chị lát nữa sẽ về dọn rửa lên thì nó sẽ đẹp, xuất sắc như thế nào. Đấy. Và phần gầm của xe đây quý anh chị có thể thấy rất là đẹp luôn. Chi tiết
thật là chi tiết để quý anh chị có thể cảm nhận được luôn và có thể chốt xe ngay khi ngồi tại nhà. Đấy. Thì đấy là toàn bộ phần nội thất, option bên trong của chiếc xe. Và ngay bây giờ sẽ đi đến chi tiết quan trọng nữa, đó là cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Sẽ quay về phía trước này để quý anh chị nhìn thấy toàn bộ cái phần động cơ sau 10 năm sử dụng thì nó còn giữ lại giá trị như thế nào. Thì đây, đẹp lắm quý anh chị nhé, rất là đẹp luôn, zin từ những con ốc mặt sàn cò luôn này. Đó, rất đẹp luôn. Một khối động cơ nhìn từ xa đây, đến gần đây, xuất sắc, quá đẹp. Rồi, còn đến các cái chi tiết khác, bắt đầu bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá các cái chi tiết một chiếc xe có đâm va tai nạn hay không. Thì khẳng định một chiếc xe này chưa hề có tác động ngoại lực bên ngoài, chưa hề bị đâm va gì. Đấy, để quý anh chị yên tâm, động cơ ok rồi, nội thất option ok rồi, toàn bộ hoạt động tốt, đẹp. Thì bây giờ đi đến chi tiết có đâm xô gì không. Thì đây quý anh chị quan sát, đầu tiên là các cái phần tai ở khi mở lắp capo lên. Đấy, rất là đẹp. Đến các cái gì đây, chi tiết như là bản nề của capo, nguyên zin của nhà sản xuất luôn, chưa hề có vết tác động ngoại lực bên ngoài nhé. Đấy, tình trạng zin hết. Bên này cũng vậy, rất là sát, rất là kỹ, rất chi tiết như vậy để quý anh chị có thể cảm nhận được. Và đây phần đèn của xe đây, sau từng đấy làm sử dụng sáng như thế này đây, như một viên pha lê luôn. Đèn gầm cũng vậy, rất đẹp. Đó, xuất sắc. Sản xuất 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Một chiếc xe khẳng định xuất sắc. Rồi, và bây giờ sẽ đi đến phần gì đây. Dàn nốp này được thay toàn bộ, một cái dàn nốp mới tinh rồi nhá. Dàn nốp này được thay 2019, 4 quả lốp đều được thay 2019. Quý anh chị đỡ được một cái khoản tiền rất là lớn khi mà thay dàn nốp này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá các cái chi tiết khác, ví dụ như là ở phần bên cạnh của xe, các cái chi tiết cánh cửa. Đây, zin hết những quý chị nhé, zin đét hết, sạch sẽ. Các cái đường dập lổi của nó còn nguyên bản, quả thật rất đáng để sở hữu, đúng không ạ? Đây cũng vậy này, cánh sau tình trạng đẹp hết. Đấy, trang bị những cái option bên trong, ghế điện có, quý chị có thể quan sát, đúng không ạ? Đấy, rồi là những cái tính năng, đây là cần cầu, à, cầu điện này quý chị này nhá. Vào cầu là chúng ta vào đây, khóa cầu vào đây, rất ok. Gương kính chỉnh điện, cụm điện tự động, toàn bộ làm ở trên bề mặt táp ly cánh lái, rất đẹp, sáng rực. Một chiếc xe tuy nhiều năm sử dụng như vậy nhưng mà đúng là đẳng cấp, nó quá mới, quá đẹp như thế này. Đấy, rất xuất sắc luôn, toàn bộ các cái chi tiết đều còn nguyên bản hết. Phần đèn hậu cũng vậy, để đóng cái cốp capo xuống nắp, à, đằng sau đây, phía phần sườn đằng sau thì quý chị có thể nhìn thấy ngay khe máng nước, tất cả tình trạng là nguyên zin, những cái đường chỉ cũng như là những cái đinh tán nhà xuất còn nguyên bản, kể cả cái phần gì đây, bản lề lắp cốp, đẹp hết quý chị nhá, đẹp hết. Đó, xuất sắc. Đóng cốp xuống để chúng ta nhìn cái form phía sau. Đây là toàn bộ form phía sau, rất là bắt mắt với dòng Hyundai Tucson này. Đó, thì những phần đèn trang bị những cái giải đèn led này. Đấy, rất là bắt mắt luôn, cũng như là khi buổi tối bật đèn lên, ánh đèn nó pha rất là đẹp. Đấy, phía bên phụ cũng vậy thôi, tươi luôn. Một chiếc xe rất là tươi. À, phần này cũng vậy, rất tươi xe, rất đẹp. Khẳng định quay như vậy đã rất là đủ chi tiết để quý anh chị có thể tham khảo được rồi. Đấy quý anh chị nhá, và hiện nay giá tiền chiếc xe này đang chỉ chào bán cho quý anh chị là 465 triệu đồng thôi. Một chiếc xe nhập khẩu rất đáng để quan tâm, đáng để mua. Với những chiếc xe như thế này, cửa hàng em về chiếc xe nào đẹp như thế này bán rất là nhanh, quý anh chị rất là thích, bởi vì cái form dáng, giá tiền rất phù hợp. Và
Thì vừa rồi quý khách hàng cũng như là quý anh chị đang đam mê cũng như đang thích một chiếc xe như thế này đã được theo dõi một đoạn video clip quay chi tiết một chiếc Hyundai Tucson được sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu xuống đường 2011 và với phiên bản 2.0. Động cơ làm việc là hai cầu. Với dung tích là như vậy, máy xăng thì quý anh chị có thể đáng mua, bởi vì với động cơ 2.0 thì độ tiết kiệm nhiên liệu của nó là ok. Đấy. Và quý anh chị khi cần tìm hiểu chiếc xe này thì hãy liên hệ với Ba Tư Phan theo những số điện thoại in dưới tiêu đề, in dưới bài clip, cũng như là có thể về tại số 1 đường Thanh Niên thành phố Hải Dương để chúng ta có thể xem kỹ một lần nữa khi đi đến chung kết và bàn thảo với nhau một cái giá hợp lý để chúng ta có thể chốt được. Một nữa xin trân trọng cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi đoạn clip vừa rồi và xin hẹn gặp lại quý chị trong những video clip tiếp theo. Xin chào.